Nam em chính thức lên tiếng xin lỗi khán giả, hé lộ sức khỏe đang dần hồi phục. Nam em chính thức lên tiếng xin lỗi khán giả về những lùm xùm vừa qua. Nam em vừa có buổi ra mắt MV với Nỗi Nhớ Hóa Băng tại thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, sự kiện có sự tham gia của gia đình, trong đó có mẹ, chị gái Nam anh hai cùng xuất hiện để ủng hộ. Trước những ý kiến về nhiều sự cố xảy ra thời gian gần đây, làm ảnh hưởng đến Nam em và nhận nhiều quan điểm trái chiều, Nam em cũng đã có những bày tỏ trước truyền thông và khán giả ngay trong buổi ra mắt MV. Theo đó, Nam em tâm sự, thời gian vừa qua khán giả chỉ biết đến một phần bệnh tật của mình. Thực sự, thời gian qua là khoảng thời gian rất khó khăn của Nam em. Một tháng có 30 ngày thì Nam em đã nằm trong bệnh viện hết 20 ngày. Nam em rất sợ chết. Chính cái cảm giác đó cộng với tình trạng sức khỏe không tốt khiến Nam em khao khát sống, được làm những gì mình thích. Dù rằng sau đó bản thân nhận ra có những hành động không hoàn toàn đúng, hiện tại sức khỏe Nam em đã ổn hơn nhiều. Do Nam em may mắn gặp được vị bác sĩ mắt tay, giúp Nam em dần dần khỏe bệnh và thuyên giảm những cơn đau. Nam em chỉ biết cố gắng rằng sẽ dưỡng bệnh uống thuốc và sống lạc quan, Nam em bộc bạch. Qua đây, Nam em cũng gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người, xin lỗi về những hành động sai sót của mình thời gian qua. Nam em biết khi mình còn nhận nhiều chê trách hay góp ý như vậy, tức là mình vẫn còn được mọi người quan tâm lo lắng. Nam em cảm thấy mình chưa xứng đáng với tình cảm đó và phải cố gắng hơn nữa, cô chia sẻ thêm. Về ca khúc mới nhất Nỗi Nhớ Hóa Băng, Nam em cho biết đây là MV thứ tư, cũng là sản phẩm nằm trong chuỗi ra mắt. Theo từng tháng do mỹ nhân sinh năm 1996 sáng tác, đây cũng là lần đầu cô giới thiệu sáng tác của mình đến với khán giả. Nỗi Nhớ Hóa Băng là cảm xúc về một câu chuyện mà ở đó, cô gái có tình cảm sâu đậm với một người đàn ông nhưng đau khổ khi biết rằng mãi mãi không thể với tới được. Nam em khẳng định đây là một đề tài cảm hứng cô tìm đến chất liệu để sáng tác. Nói về dự định mỗi tháng ra một sản phẩm âm nhạc khi sức khỏe không tốt, Nam em thậm chí còn bông đùa. Với Nam em như thế vẫn còn quá ít. Nam em nghĩ việc lao vào công việc, sáng tạo và cho ra sản phẩm ở thời điểm này là cách để mình có thể lạc quan hơn. Nam em cũng bật mí hiện tại cô đang có khá nhiều sáng tác và sẽ lần lượt giới thiệu đến khán giả. Nam em cũng khẳng định cô đang nỗ lực làm việc bằng chính khả năng của mình, cố gắng tham gia các hoạt động khác nhau để có kinh phí đầu tư cho những dự án âm nhạc. Có thể nói từ lúc bắt đầu biến chất đến nay, các phát ngôn và hành động của Nam em không hề đồng nhất. Thái độ lúc nắng lúc mưa, lúc đàng hoàng nghiêm túc, lúc điên cuồng lầy lội cùng lời xin lỗi của cô đã quá nhàm chán và quen thuộc với khán giả. Có thể nói Nam em hiện nay chính là nàng hoa khôi tai tiếng nhất lịch sử showbiz Việt. Bao năm bỏ bê ca hát chấp tiền chữa bệnh, tưởng Ân Hoàng Phúc sống xoàng xuỉnh, đến thăm biệt thự mà toát mồ hôi. Ân Hoàng Phúc là nam ca sĩ thần tượng của nhiều thế hệ 8X và 9X suốt những năm đầu của thập niên 2000. Những bài hát đình đám của Ân Hoàng Phúc như Thà Rằng Như Thế, Tôi Đi Tìm Tôi, Thà Một Lần Đâu, Hứa Thật Nhiều Thức Hứa Thật Nhiều đến tận bây giờ vẫn in dấu sâu đậm trong lòng nhiều bạn trẻ. Nhưng thời vàng son trong sự nghiệp của Ân Hoàng Phúc nhanh chóng tan thành bong bóng xà phòng. Khi biến cố về sức khỏe xảy ra, anh gần như rơi xuống vực thẳm. Anh bảo đó là khoảng thời gian tụt xuống đáy vực và tuyệt vọng nhất đời mình. Sự nghiệp bị gián đoạn gần 20 năm và sau hai lần dốc hết tiền để vào phẫu thuật và chữa trị thoát vị đĩa đệm, Ân Hoàng Phúc may mắn khỏi bệnh. Rồi sau đó anh từng mở công ty âm nhạc để phục vụ cho mình nhưng bị phá sản. Bà xã của Ân Hoàng Phúc từng chia sẻ rằng, ngày đầu tiên tôi gặp được Phúc cũng là lúc trong tay anh chẳng có gì cả, bệnh tật liên miên khiến sự nghiệp của anh tụt dốc, tiền không còn, ngay cả quần áo mới anh cũng không có tiền để mua. Suốt mấy tháng chỉ mặc đi mặc lại vài bộ đồ quen thuộc. Rời bỏ sân khấu lâu như vậy, cộng với nhiều khó khăn trong cuộc sống, ai cũng nghĩ cuộc sống bây giờ của Ân Hoàng Phúc cũng chỉ dừng lại ở mức bình thường. Nhưng không, với sự chăm chỉ của bản thân, cộng với sự khéo léo của bà xã Kim Cương trong mọi lĩnh vực, vợ chồng anh sở hữu một cơ ngơi khá hành tráng. Đến thăm nhà của nam ca sĩ Ân Hoàng Phúc, chắc hẳn nhiều người sẽ rất bất ngờ. Biệt thự của Ân Hoàng Phúc rộng khoảng 84m², phòng khách ở tầng 1 rất rộng. Không gian được bài trí khá nhiều đồ, tủ cá, tranh ảnh, tivi, hệ thống loa và bàn ghế. Ân Hoàng Phúc có đầy đủ nhạc cụ trong nhà. Còn đây là căn bếp của hai vợ chồng anh, nhìn khá ngăn nắp. Đây là phòng ngủ của vợ chồng nam ca sĩ với gam màu trắng chủ đạo. Không gian rộng nên có cả bàn trang điểm, nôi của con, ghế sofa, bàn kính. Còn đây là phòng của con gái lớn, con riêng của người mẫu Kim Cương. Ân Hoàng Phúc tự tay trang trí,
và sắm đồ ở phòng thờ, nhìn rất đẹp và uy nghiêm. Trên sân thượng được trồng nhiều cây cảnh và rau xanh. Hằng ngày anh thường chăm sóc cây 2 lần, buổi sáng và tối. Nam em tiết lộ danh tính anh trai mưa, cho tiền làm MV mỗi tháng, nghe mà ngớ người. Nam em cho biết thời gian vừa qua, cô sống như một con thú. Đồng thời nam em tiết lộ có thể trong tương lai, cô sẽ phải sống cuộc sống thật vật. Kể từ sau cuộc tình trong bóng tối với Trường Giang dậy sóng truyền thông vào cuối tháng 3 2018, cái tên nam em khiến người hâm mộ không khỏi hoang mang khi liên tục xuất hiện với hình ảnh khác lạ. Trước đó cô từng tiết lộ yêu Trường Giang và có thể chết vì nam danh hài. Không những thế, người đẹp họ Nguyễn cho biết dù mối tình với Trường Giang chỉ 30 ngày nhưng tình cảm này chỉ có nút thăng, chưa từng xuống dáng. Scandal tình ái với Trường Giang chưa kịp lắng xuống, khán giả bày tỏ sự hoang mang khi nam em có nhiều hành động được cho là bất thường, treo poster quanh khu vực nhà hàng Trường Giang, tới nhà tặng bánh sinh nhật hay xuất hiện tại khu điều trị tâm lý. Cũng sau cuộc tình đầy ồn ào, trên mạng xã hội xuất hiện không ít chỉ trích rằng nhiều ý kiến cho rằng mỹ nhân sinh năm 1996, đầu óc có vấn đề. Như vị trưởng phòng ơn rời cậu đây rồi từng tuyên bố, bởi cách đây ít ngày, nam em gây sốc dư luận khi buông tay khỏi vô lăng khi đang lái xe tham gia giao thông. Người đẹp liên tục nhún nhảy và diễn sâu trước ống kính theo bản nhạc K-pop. Cô khá thờ ơ và không quan sát các phương tiện giao thông khác. Hành động vô tư một cách thái quá của nam em bị lên án gay gắt. Không những thế, trên trang cá nhân, top 8 Miss Earth thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc vui nhộn hài hước. Trong đó, clip cô múa thìa và tự biên, tự diễn ca khúc mới khi ngồi trên xe, nhận phải nhiều nhận xét nặng nề. Nhiều người cho rằng nam em giả điên, giả khùng hoặc đó chỉ là chiêu trò PR mỗi khi cô ra mắt sản phẩm. Sau hàng loạt sự cố xảy ra, mỗi khi nhắc tới nam em, người hâm mộ lắc đầu ngoan ngoãi về cảm xúc thất thường của hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long. Sau hàng loạt ồn ào, mới đây nam em bất ngờ chia sẻ về cuộc sống thời gian qua của mình. Cô không ngần ngại thú nhận đã sống như một con thú. Đồng thời cô cho biết lý do ra sản phẩm liên tục vì sợ chết. Tôi phát hành MV liên tục vì tình trạng sức khỏe kém. Một tháng 30 ngày thì tôi ở trong bệnh viện 20 ngày, không biết sống được tới khi nào. Bác sĩ nói có thể tôi sẽ phải sống đời sống thật vật. Chính vì thế tôi dốc sức làm MV vì đam mê. Cũng trong sự kiện, khi được hỏi về kinh phí ra mắt MV mỗi tháng, trong khi cô gặp khủng hoảng kinh tế, nam em thừa nhận có đàn ông nâng đỡ. Anh ấy dù không động đến một sợi tóc của tôi, nhưng vẫn giúp đỡ tôi thực hiện các sản phẩm âm nhạc. Cho đến nay tôi đã sáng tác được rất nhiều ca khúc và sẽ sớm ra mắt lần lượt theo từng tháng một, chân dài bộc bạch. Nam em sang Philippines thi hoa hậu lọt phòng ứng xử, nghe câu hỏi tiếng Anh mấy lần mà vẫn đơ như khúc gỗ. Nam em đúng là thánh đơ, từ ngoài đời đến lên sân khấu, lúc đi thi hoa hậu ở nước ngoài cũng không ngoại lệ. Năm 2016, nam em đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Trái đất và xuất sắc lọt top 8. Đến phần thi ứng xử, nam em bốc thăm về chủ đề Empower to make a change. Câu này có thể hiểu khá rộng mở, tạm dịch: nếu được cho quyền để tạo ra một sự thay đổi thì bạn sẽ làm gì? Nam em xem tờ giấy ghi nội dung, cười tươi rồi trao lại cho người dẫn chương trình đọc cho mọi người cùng nghe. Những tưởng nam em hiểu chủ đề này và có thể trả lời ngay bằng tiếng Anh thì cô lại nhướng mắt trông đợi vào người phiên dịch bên dưới. Nam em đứng đơ người ra đó. Mặc dù MC đưa mic cho mà mười mấy giây mới cầm, thông dịch viên vẫn chưa hiểu. Nam em cầm tờ giấy và hỏi lại lần nữa. Và hỏi nghĩa là gì? Điều này khiến nam em bắt đầu trở nên căng thẳng, mất tự tin. Người dẫn chương trình phải trợ giúp bằng cách động nhấn mạnh lại nội dung lần nữa để phiên dịch hiểu. Sau khi nghe thông dịch viên ấp úng dịch xong thì nam em đã trả lời ngay lập tức. Tuy nhiên, lúc dịch sang tiếng Anh lại không được trôi chảy cho lắm. Phần thi này của nam em đã khiến nhiều người cảm thấy có chút thất vọng. Cô đơn người khi được nghe câu hỏi, mắt nhìn năm đăm về phía thông dịch viên. Nam em và thông dịch viên nghe mấy lần vẫn đơ như khúc gỗ. Nam em đọc lại câu hỏi mà vẫn không hiểu được. Sau khi thông dịch viên dịch xong thì cô cũng trả lời được, nhưng lúc dịch lại sang tiếng Anh thì lại bị fail. Đây là hình ảnh nam em lúc đi thi Hoa hậu năm 2016. Cô rất đẹp và tự tin, trang phục của nam em trong phần thi trang phục dạ hội, sau đó sang phần thi ứng xử. Vì câu trả lời không được thuận lợi, nam em chỉ dừng ở top 8 khiến nhiều người tiếc nuối. Bị dư luận chỉ trích, nam em về quê nhà cầu xin người cha đã khuất điều này.
Đến hiện tại, khán giả đã cảm thấy ngao ngán trước các hành động khó đỡ của nam em trong thời gian qua. Mới đây trên trang cá nhân, nam em vừa đăng tải hình ảnh mình ở ngay phần mộ của cha ở quê nhà Tiền Giang cùng lời tha thiết: "Con chỉ xin cha cho con có thêm thời gian và sức mạnh để thực hiện ước mơ của mình. Phải chăng cô đang quá mệt mỏi nên về tận quê cảm thấy thoải mái hơn?" Thời gian gần đây, nam em gặp rất nhiều áp lực từ mọi phía. Tuy nhiên, chính những hành động lạ lùng của cô đã góp phần làm cho mọi thứ thêm dậy sóng hơn. Giữa trời nắng gắt, nam em lại xõa tóc, diện đầm dài, quỳ gối ngay trước mộ của cha để trút bầu tâm sự. Hôm qua, người đẹp lại thêm một lần nữa làm cho cộng đồng mạng khó chịu. Khi một đoạn clip ghi lại hình ảnh cô lái xe trên đường xuất hiện, mọi thứ sẽ chẳng có gì đáng nói nếu nam em điều khiển phương tiện một cách bình thường. Đằng này, cô lại vừa lái xe vừa nhảy tung tung. Thậm chí cô còn thả cả tay lái, đùa giỡn theo nhịp nhạc. Khó ai có thể chấp nhận được hành động nguy hiểm đến tính mạng của bản thân và cả những người đang lưu thông trên đường như thế này. Vài tháng nay, nam em như một cái tên hot trên các diễn đàn kể từ lúc cô công khai mối quan hệ tình cảm với Trường Giang. Đến tận bây giờ, những chi tiết xoay quanh sự việc vẫn chưa được dừng lại, mà đôi khi còn được khai thác, nhắc tới nhắc lui bởi nhân vật chính. Có thể nói sự việc này chỉ có mỗi nam em múa may quay cuồng. Cô liên tiếp có các hành động như ra ca khúc mới, tự nhận mình là Miss Thất Tình, mang bánh kem vào hoa đến tặng Trường Giang, treo poster gần quán ăn. Sau đó, cô còn thường xuyên có những phát ngôn làm người khác giật mình, mặc đồ giống Nhã Phương hay thậm chí còn đòi đi giải cứu thế giới. Dù liên tiếp chia sẻ việc muốn lấy lại hình ảnh trong mắt khán giả, nhưng những gì mà nam em đang thực hiện càng khiến công chúng ngao ngán hơn.